Một cây hải quỳ tím, bình thường hải quỳ nó hay có cá Nemo hoặc cá hề sống ở trong đó. Trong cây hải quỳ này thì cũng có hai con cá hề, màu khá là đẹp. Nó có hai màu, màu tím và màu cam này. Màu này cũng hiếm lắm. Cá này mà dân nuôi cá cảnh thì rất là thích luôn. Chỗ này thợ phát hiện một cái hang tâm tích. Con tâm tích này hình như tâm tích cá đó. Tâm tích cá thì cái con nó sẽ nhỏ hơn tâm tích đực, nó sẽ nhiều thịt hơn. Đây đúng rồi mọi người, đây là con tâm tích cá rất là to luôn. Con này phải 3 lần đó. Một cái hang tâm tích nữa. Con này nó hơi nhót nên thợ vừa thò tay thì nó thụt xuống luôn rồi. Đây thọ nắm được cái con rồi, nắm được hai cái con thọ mới lao lên, chứ thọ tay xuống nó búng chảy máu liền à. Con này là con tôm tích độc. Một con hở xăm ga, con này thì không có được to cho lắm, chắc được 40-50 nghìn. Wow, chỗ này thọ được hai con hải sâm ga một chỗ luôn, khá là may mắn luôn. Một con tôm tích nữa, họ nắm được hai cái con rồi, giờ phải bới cái miệng hang to ra để dễ kéo lên. Tiếp tục là một con tôm tích nữa, con này vừa bỏ cá vào là nó chụp liền. Tôm tích thì nó có cặp con rất là bén, cặp con này mà búng trúng tay thì đứt rất là sao, khó cầm máu nữa. Con tôm tích thứ năm chắc trúng điểm tôm tích rồi. Anh em làng ở điểm này thì chủ yếu sẽ bắt hải sâm và tôm tích. Bắt tôm tích này thì anh em phải dùng cá để dụ nó, chứ không thì nó tụt xuống, không có thò tay xuống được. Tiếp tục là một con tôm tích nữa. Con này là con thứ 6 rồi mọi người. Con này cũng là con tôm tích cá nè. Mọi người để ý nhìn thấy hai cái con nó nhỏ không? Tôm tích cá thì còn nó có một xíu à. Nếu mà rành để ý thì chỉ cần nhìn là biết nó là dữ là tôm tích đực hay cá liền. Đây, tôm tích cá thì cái lưng nó sẽ đen hơn. Nếu mà trúng mùa nó có trứng thì ăn ngon lắm. Chỗ này thọ phát hiện một con hải sâm ga, con thứ tư rồi. Hải sâm ga này thì khoảng 50 đến 100 nghìn một con, nếu mà lớn thì 100, còn nhỏ thì 50 thôi. Con tâm tích thứ bảy,
một con hải sâm ga. Phía trước có một con ở sâm ga nữa, con thứ 6 rồi mọi người. Còn hải sâm ga thứ 7, được hải sâm ga và tâm tích thì anh em sẽ nhanh có tiền, nhưng mà loại này thì là lẹn nước hơi sâu, với phải trúng điểm thì mới có, chứ nhiều khi đây cũng không có được nhiều. Một con hải sâm hà, con này thì được 20k, trong ruột nó thì có to dính, nó rất là dính, thì vài cái bát anh em phải nặn bỏ nó ra. Đây là một con hải sâm lườn nè, mà con này nó còn nhỏ quá, thọ không có lườn. Bữa này có một con hải sâm ga. Thêm một con hải sâm ga nữa. Đây là một con tôm mũi ni đen, có nơi thì gọi là tôm vỗ, còn ở chỗ thò thì hay gọi là con diếp. Con này thì bán được 800.000 một ký. Trong hòn này có một con cá mực quỷ nè, con này cũng rất là to luôn, để thọ lao ra thử. Bên này cũng có một con nữa nè mọi người, rất là may mắn luôn, hai con gần một chỗ luôn. Anh bòn làng chung thấy thì kêu thọ lạ, chắc bé con này trước. Cá mực quỷ thì cũng rất là dễ bắt, nó nằm im hả, thò tay vào nắm cái vai của nó rồi kéo ra thôi. Ai thò đuổi nó ra được rồi. Cá mực quỷ này khoảng 600.000 đến 650 một ký, con này chắc được tầm một ký đó. Đây con thọ phát hiện lúc đầu nè, con này thì lớn hơn, con này chắc được tầm 1,5 kg đó. Thọ lao ra được rồi nè, quá đã luôn. Một con này thì kiếm cả triệu rồi. Có một quỷ dân du lịch rất là thích, thịt nó ăn thơm lắm và bổ nữa, nên gió cũng khá là cô. Chế biến loại này thì cũng mất công lắm, phải biết cách lọc gió cả.
Đây là thành quả tâm tiết của anh em nè. Giờ máy anh em sẽ bỏ vào từng chai nước suối, sau đó mới bỏ xuống kiệt. Chứ loại này nó dữ lắm, nuôi chung là nó cán lòng trái khác. Đây là hạt sâm ga, anh em sẽ bỏ trong xô như thế này nuôi sống, sau đó xoắn bỏ xuống kiệt.